Các bạn đang nghe podcast King Share Space, chia sẻ thông tin tài chính. Thay vì vàng, nhiều quốc gia lại bắt đầu gia tăng dự trữ bằng đồng đô la. Nhu cầu đối với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng sụt giảm mạnh. Theo một khảo sát thường niên của Diễn đàn các tổ chức tài chính và tiền tệ chính thức, 18% số ngân hàng trung ương trên toàn cầu có kế hoạch tăng mức phân bổ cho đồng USD trong 1-2 năm tới, khi lãi suất tại nước Mỹ vẫn còn cao. Con số này tăng mạnh so với mức 6% của một năm trước. Trong khi đó, nhu cầu đối với đồng nhân dân tệ của các ngân hàng trung ương đình trệ, khác hẳn với xu hướng trong những năm gần đây khi ngân hàng trung ương dự trữ thêm đồng tiền của Trung Quốc. Trên thực tế, đồng USD là loại tiền có nhu cầu cao nhất trong thời gian ngắn hạn, trong khi nhu cầu đối với đồng nhân dân tệ đình trệ, nhu cầu đối với đồng USD trong 1-2 năm tới sẽ mạnh nhất trong các ngân hàng trung ương ở châu Á. Báo cáo cũng cho rằng các yếu tố ngắn hạn đang thúc đẩy trở lại các nhu cầu của các ngân hàng trung ương đối với đồng USD, như lợi nhuận từ Mỹ dự kiến sẽ cao hơn khi lãi suất tại nước này được dự báo vẫn sẽ cao hơn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trong tầm nhìn 10 năm, các nhà quản lý dự trữ ngoại hối vẫn sẽ được cho là giảm dần tỷ trọng của đồng USD trong dự trữ của toàn cầu xuống mức trung bình còn 55% so với 5,5% của đồng nhân dân tệ. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đồng USD hiện đang chiếm khoảng 58% dự trữ của toàn cầu, giảm tới mức 70% vào thời điểm bước sang thế kỷ 21. Tỷ lệ của đồng nhân dân tệ hiện đang là 2,3%.